dành cho đội tuyển này luôn. Chúng ta chỉ còn lại đó 7 team cũng như là 18 player thôi. Và cái tỷ lệ dự đoán của The Queen Chicken game này cũng đang khá là bất ngờ. Nào, team cắt, 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 cắt thành công và tiến các thành viên bên Aura dừng lại top 7 này. Vâng, đây là mạng đầu tiên ở trong giải đấu lần này sử dụng phương tiện để cứu. Và trông có vẻ như sẽ không có tín hiệu cứu tới được giới Infinity đâu. Bulljack của Fakeland cũng nằm xuống, post đổi mạng của Mela. Và giờ thì đến lượt LVS ở đây, vị trí của là Escape. Tom Z đổi mấy đi, đổi ai tới từ Tom Z rồi. Bắn quá tốt tới từ Tom Z. Vâng, bây giờ các thành viên về LVS họ sẽ tràn lên thôi và chỉ có duy nhất vị trí của Pemburu. Cơ hội dành cho player này cũng là rất mong manh rồi. Nằm một góc quá xấu và thậm chí các thành viên bên phía MVS họ sẽ có những khoảng di chuyển rộng hơn nhiều. Thậm chí là dưới chân đã có thêm sự hiện RSG nữa. Infinity IQ dừng lại ở top 11,2 kill. Rất bất ngờ khi trước đó chúng ta nhìn thấy tín hiệu họ còn nguyên người. Nhưng vừa rồi thì đó là Aura clear hoàn toàn Infinity IQ, có lẽ là một tình huống công nhà rồi. Còn với Tom Z, anh chàng này vừa hoàn thành một tình huống có hai mạng đem về dành cho Lightscape. Bất kỳ một đối thủ nào có thể chặn đường các thành viên của mình với Lightscape được. Học viện Nam Lu cũng là một trong những nạn nhân của Lightscape và tiếp tục đến với cả các thành viên của Valdus The Murder nữa. Thêm một pha bắn cực kỳ ảo cho cái tên Katolisa. Và đó là các thành viên bên phía Lightscape đang thực sự thăng hoa ở trong game thi đấu thứ hai của ngày thi đấu thứ hai hôm nay. Bắt đầu mở được một cánh đến từ bộ đôi của bên phía Team IE. Lamborghini của Loki đã đẩy được lên rồi, chúng ta có một chiếc xe máy để cho bộ đôi của bên phía Team IE. Còn lại ở phía đằng sau thì sao đây? Cái vòng bo này nó có thiên hướng gần hơn với các thành viên của bên phía team Demigod nữa. Để xem là đội hình của bên phía team IE sẽ phải xử lý như thế nào. Tiếp tục lên xe, tiến gần hơn vào trong bo đến các thành viên bên phía IE. Và có vẻ những mỏm đá này là ở trong bo đúng không? Nhưng vấn đề là Demigod còn nết. Chắc chắn là cái lượng tài nguyên ở các thành viên bên phía team Demigod vẫn còn rất nhiều từ hiện tại. Vâng, thôi xong rồi, quả nết rất trí tử đến từ bên phía Demigod nha. Loki nằm xuống rồi, Lamborghini cũng đang kẹt lại mỏm đá đó. Nhưng bây giờ thì Boss bất ngờ lên tiếng đây. KVN nằm xuống, tiến lúc trở về là 3v3. Fairy đang đẩy lên cùng với anh em của mình. Bây giờ thì Fairy một tiếng bắn rất tốt từ Fairy, knock out thêm cái anh chàng chi rồi. 3v2 được thiệt về người cho bên phía của IE. Bây giờ thì chịu là mình trong warp thôi. Liệu rằng lại bên phía IE có làm việc không đây? Vẫn còn Boss nha. Và bây giờ thì Boss đang muốn cứu hay muốn bắn vậy? Boss đang chỉ nấp rồi và cứu lên thành công rồi. Còn ba người từ IE về đây sẽ làm top 1 trong Việt Nam tiếp theo. Mình warp không làm gì hơn được cả top 1 của tên này lần thứ hai ở trong giải thi đấu lần này. Đúng là một cái kịch bản nó tương tự so với cả map thi đấu sàn ốc ngày hôm qua, lại thêm một cái top 1 nữa dành cho các thành viên của bên phía team Infinity IQ. Hãy cùng chờ xem nào, bên phía Jamie toàn là mấy máu thơm hơn. Thì Onyx nằm xuống rồi, cố gắng đáp trả Joseph đây. Tuy nhiên thì mới chỉ là pha bàn yếu trước, chưa đâu nào bên phía Ego Esports cả. Vẫn đang có lợi thế về người cho Ego Esports nha. Đó là 3v2. Easy đang cố gắng cắt máu lên rồi, nhưng bây giờ thì nguyên này cả sẽ bình tĩnh còn phải nhưng lại yếu máu trước và đẩy ra đốc luôn trong Easy không. Easy là người bắn tốt hơn, đạt con cần phải làm gì đó. Bây giờ đạt con đốc được một rồi, tiêu nó trở về là 1v1 đây. Và liệu rằng Easy hay là Gusmos sẽ là người đẹp về top 1 đây? Rất căng thẳng trong pha xử lý cuối cùng này. 1v1 rất yếu máu rồi, Easy vẫn đang cầm cự ở sau cái hòm thính. Nhưng vấn đề là các thành viên của bên phía Eagle Esports họ hoàn toàn có thể có thời gian với cái mép núi này. Một góc đứng rất đẹp dành cho vị trí của Dali. Easy có vẻ như đã hết máu để cắn rồi ư? Để xem nào, sẽ đưa về một tiếng 1v1 thôi, nhưng có vẻ Easy đang cố gắng cứu lại cái đồng đội của mình. Liệu Dali có để điều này xảy ra hay không đây? Thật sự đang là khoảnh khắc rất căng thẳng dành cho các thành viên của bên phía team Eagle Esports. Có vẻ như là bây giờ thì Joymi họ đã cứu lại được nhau rồi. Có nét team của Dali. Vâng, Dali nhìn thấy đối phương di chuyển ra, không còn cơ hội để cho Dali sử dụng quả nét nữa rồi. Bọc vào từ hai cánh, Dali đông vào đông một. Vâng, đây là một kill dành cho vị trí của Dali. Quá tuyệt vời, pha xử lý clutch một vài đỉnh cao đến từ vị trí của Dali.